Chiều nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm ma túy năm 2019. Theo đánh giá của C04, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm nóng ma túy của Việt Nam, nhất là tội phạm có liên quan đến người nước ngoài. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, năm 2019, do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực làm cho tình hình ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Tình trạng mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hết sức tinh vi. Khu vực phía Nam, nhất là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm ma túy có liên quan đến người nước ngoài diễn biến đặc biệt phức tạp, trở thành điểm nóng ma túy của Việt Nam trong năm qua. Do chúng ta đánh mạnh phía Bắc thì nó dịch chuyển vào miền Trung và Tây Nguyên. Cái số lượng ma túy lớn này không phải để bọn tội phạm không phải để cho người Việt Nam chúng ta sử dụng, mà chúng lợi dụng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có cảng Cát Lái, và vì có cảng nên chính sách xuất nhập khẩu của chúng ta thông thoáng nên chúng mới tổ chức hoạt động tại đây. Thế biết trước được tình hình này, chính vì vậy mà chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo bộ đã có hai cái điện chỉ đạo, đó là điện 433 và điện 410, để chỉ đạo mà hai cái điện này nó thể hiện rõ cái việc chỉ đạo rất sát của lãnh đạo bộ. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, C04 đã phối hợp với các đơn vị địa phương phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 612,5 kg heroin, 120,54 kg cocaine, hơn 2 tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 1.222 kg heroin, 6.253 kg và hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 614 kg thuốc viện và 768 kg cần sa. Ma túy đang là thảm họa đối với toàn cầu chứ không phải đối với riêng đối với đất nước chúng ta. Và tội phạm ma túy là nó hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Thế chính vì vậy mà không có một quốc gia nào, không có một tỉnh nào, không có một đơn vị nào có thể tự mình một mình là điều tra xử lý được cái loại tội phạm này. Thế chính vì vậy mà dự báo trước được cái tình hình tội phạm ma túy nó sẽ dịch chuyển vào địa bàn phía Nam. Trong năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm, tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, ngăn chặn nguồn cung, làm giảm nguồn cầu và tác hại của ma túy.